Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với X Review. Và trên tay mình đây đang là chiếc Samsung Galaxy A04s. Và đây là phiên bản nâng cấp của cái chiếc Galaxy A04 và là bản kế nhiệm của cái chiếc Galaxy A03s ra mắt vào năm ngoái. Trong video ngày hôm nay thì mình và các bạn sẽ cùng nhau đi mở hộp cũng như là chia sẻ nhanh cái sản phẩm này. Hiện tại thì mình có tham khảo mức giá bán của chiếc Galaxy A04s tại thị trường Việt Nam thì giá niêm yết của nó đang là 3.990.000 đồng. Tuy nhiên khi mà các bạn mua tại Diệu Việt thì các bạn sẽ có nhiều chương trình khuyến mãi đi kèm và giá cuối cùng của nó sẽ là 3.790.000 đồng. Vậy thì với hơn 3 triệu thì cái chiếc Galaxy A04s này có những gì thì mình và các bạn sẽ cùng nhau mở hộp và chia sẻ nhanh nhé. Ok, mình sẽ xem trong phần phụ kiện của sản phẩm này. Phía dưới đây thì nó sẽ có một cái hộp và hộp này sẽ đựng sách hướng dẫn sử dụng. Toàn bộ là sách hướng dẫn sử dụng luôn. Củ sạc thì nó sẽ có một củ sạc nhanh và củ sạc nhanh này thì nó sẽ chỉ có công suất là 15W tối đa mà thôi. Cây chọc sim thì phía bên dưới đây. Và đây sẽ là một sợi dây cáp USB Type-C. Đó. Đây là toàn bộ phụ kiện của nó và nó sẽ không đi kèm với tai nghe. Quay trở lại với chiếc Galaxy A04s của chúng ta. Đầu tiên thì mình sẽ nói một chút về phần thiết kế. Thì về chất liệu thì nó sẽ chỉ được làm từ nhựa mà thôi, nhựa nguyên khối, ôm trọn phần mặt lưng và cả phần khung viền luôn. Và mặt lưng sau đây thì nó sẽ được làm theo dạng bóng, để lại rất nhiều mồ hôi và dấu vân tay. Hơn nữa thì nó sẽ khiến cho cái mặt lưng này nó dễ bị xước răm nữa. Và hãng thì cũng sẽ không tặng kèm chúng ta một cái ốp lưng ở trong hộp. Và mặt lưng sau của sản phẩm này thì nó sẽ có 3 củ camera được xếp theo chiều dọc. Về thông số thì camera chính của nó sẽ có độ phân giải lên tới là 50 megapixel. Hai ống kính còn lại đều có độ phân giải là 2 megapixel, một ống kính chụp ảnh macro và một ống kính đo độ sâu để chụp ảnh chân dung xóa phông. Phía bên cạnh thì nó sẽ có một cụm đèn flash LED và phía bên dưới đây thì sẽ là logo của Samsung. Chuyển sang phía mặt trước đây thì nó sẽ có một cái màn hình với thiết kế dạng giọt nước. Phần giọt nước thì sẽ chứa chúng ta một cụm camera selfie có độ phân giải là 5 megapixel. Và màn hình của sản phẩm này thì nó sẽ có tấm nền là IPS LCD, kích thước là 6.5 inch. Độ phân giải của nó chỉ dừng ở mức là HD cộng mà thôi. Vậy nên là khi mà nhìn ở trên màn hình của nó hơi bị rỗ một chút. Và màn hình của sản phẩm này thì nó hỗ trợ tần số quét là 90Hz. Trong tầm giá này thì đã có khá là nhiều smartphone được trang bị cái màn hình tần số quét 90Hz này. Ví dụ như chiếc Redmi Note 11. Và cái chiếc máy này thì nó cũng trong tầm giá của chiếc Redmi Note 11 luôn. Trong video tới thì mình sẽ tiến hành so sánh cũng như speed test giữa hai sản phẩm này nhé. Để xem là với khoảng hơn 3 triệu thì các bạn sẽ nên lựa chọn chiếc máy nào. Về chất lượng hiển thị thì nhìn nó hơi rỗ một chút do độ phân giải không cao. Tuy nhiên thì góc nhìn màn hình của máy cũng khá là rộng và màu sắc thể hiện lên khá là tươi tắn. Và các bạn nhìn thấy đây ở phần viền màn hình ở phía mặt trước của sản phẩm này thì nó tương đối là dày, đặc biệt là hai cạnh trên và cạnh dưới. Một vài chi tiết khác về phần thiết kế thì ở cạnh bên phải đây nó sẽ có phím nguồn và cái phím nguồn này thì sẽ tích hợp luôn cho chúng ta một cụm cảm biến vân tay một chạm. Phía bên trên đây thì sẽ là phím tăng giảm lượng. Tiếp theo ở cạnh bên phải thì nó sẽ có một khe sim và nó sẽ hỗ trợ chúng ta đó chính là hai sim và một thẻ nhớ ngoài. Phía dưới cạnh đây thì nó sẽ vẫn giữ nguyên cho ta một cái giắc cắm tai nghe 3.5mm, mic đàm thoại, cổng sạc USB Type-C và loa ngoài. Ở phía cạnh bên trên thì sẽ chỉ có duy nhất một cái mic phụ để thu âm mà thôi. Và đó là tổng quan về thiết kế cũng như màn hình của chiếc Samsung Galaxy A04s. Tiếp theo thì mình sẽ nói một chút về phần cấu hình của sản phẩm này. Về cấu hình thì chiếc máy này nó sẽ được trang bị một con chip cây nhà lá vườn đến từ Samsung, đó chính là Exynos 850. Đây là một con chip có hiệu năng thấp trong tầm giá của Samsung. Về RAM thì nó sẽ đi kèm với dung RAM có hai phiên bản bao gồm 3 hoặc là 4GB, bộ trong là 32, 64 hoặc là 128GB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài lên tới là 1TB. Viên pin của máy thì sẽ đi kèm với dung lượng là 5000mAh và hỗ trợ sạc nhanh với công suất là 15W. Về điểm số AnTuTu thì mình có chấm được nó sẽ chỉ rơi tầm khoảng là 121.000 điểm thôi. Cái điểm số khá là thấp. Điểm CPU đạt được là 35.000 và điểm GPU đạt được chỉ rơi tầm khoảng là 15.000. Và mình sẽ có một cái bài test thử hiệu năng xem là cái chiếc máy này nó có thể chơi được những tựa game gì nhá. Và nhân GPU của nó sẽ là Mali G52. Còn về phần mềm thì hiện tại nó đang được chạy ở trên cái giao diện One UI. Mình sẽ vào chi tiết xem là hiện tại nó đang được chạy ở trên phiên bản nào. Trong phần cài đặt đâu rồi nhá. Đây. Thông tin điện thoại thì nó đang ở phiên bản phần mềm đó chính là One UI 4.1 và Android được tùy biến là Android 12. Ok, vừa rồi thì mình và bạn đã cùng nhau mở hộp cũng như là chia tay nhanh chiếc Samsung Galaxy A04s, một chiếc máy giá rẻ đến từ Samsung. Và nổi bật nhất của nó chính là cái viên pin có dung lượng lên tới là 5000mAh, giúp bạn có thể sử dụng chiếc máy này lâu dài. Kèm theo đó là màn hình có tần số quét cao là 90Hz cho trải nghiệm vuốt nó rất là mượt. Nhưng mà điểm trừ thì về phần hiệu năng của nó với chip Exynos 850 thì nó không được mạnh mẽ.
kèm theo đó là độ phân giải màn hình hơi thấp, vậy nên là nhìn sẽ hơi bị rỗ. Và bạn nào muốn tham khảo chiếc Samsung Galaxy A04s này thì có thể truy cập link mình để phía bên dưới phần mô tả tham khảo tại Di Động Việt. Hiện tại những mức giá của nó sẽ chỉ rơi tầm khoảng là 3.790.000 đồng mà thôi. Rồi cảm ơn bạn theo dõi video, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.